Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Đưa Tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng vào mỗi buổi sáng hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Và tiếp tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng phí sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 8 tới. Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí. Nhiều người bị nhốt trong thang máy tòa nhà cao nhất Hà Nội vì mất điện. Nhóm cho dai bắt giữ con nợ để hù dọa, lãnh án tù. Năm tù cho 4 đối tượng về tội giết người. Xe máy sang đường ẩu gây tai nạn là những tình huống giao thông nguy hiểm sẽ được gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình với thông tin mà người dân có nhu cầu thi sát hạch lái xe cần lưu tâm. Đó là Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 tới thì mức phí sát hạch lái xe các hạng sẽ tăng ở cả hạng mục sát hạch lý thuyết và thực hành. Và cụ thể, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng. Sát hạch thực hành là 70.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng một lần, tăng 10.000 đồng. Sát hạch thực hành trung hình là 350.000 đồng một lần, tăng 50.000 đồng. Sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng. Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng một lần. Thông tư cũng đã quy định việc tổ chức thu phí lệ phí là Cục Đường bộ Việt Nam và Cơ quan Quản lý Đường bộ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi, giấy phép lái xe vẫn được giữ nguyên ở mức 135.000 đồng một lần. Sau khi COVID-19 được xem là bệnh thông thường, chuyển từ nhóm A, nhóm đặc biệt nguy hiểm sang nhóm B, nhóm nguy hiểm, bệnh nhân sẽ không còn được điều trị miễn phí. Thông tin vừa được ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Từ khi COVID-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 đến nay, người mắc bệnh này được điều trị miễn phí, trừ các chi phí điều trị bệnh nền kèm theo. Suốt thời gian này, COVID-19 được xếp vào nhóm bệnh A. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, Chính phủ công bố dịch và áp dụng tình trạng khẩn cấp để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đánh giá COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch để chuyển nhóm cho bệnh COVID-19 và tuyên bố hết dịch, song song đó là áp dụng chính sách phòng chống phù hợp. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, ngành y tế thành phố cũng đã chuẩn bị thực hiện các kế hoạch để quản lý COVID-19, trong đó có việc bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí như trước. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm trẻ em vừa được bổ sung vitamin A liều cao hoàn toàn miễn phí. Đây là chiến dịch được Bộ Y tế phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố triển khai ngay trong dịp hè nhằm giúp cho các bé có nguy cơ thiếu vitamin A có thể bổ sung kịp thời, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, nhiều bé đã được phụ huynh đưa đến để bổ sung vitamin A. Các bậc phụ huynh đều cảm thấy yên tâm khi con được uống vitamin A miễn phí ngay trong dịp hè, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi giải trí. Trong hôm qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, có khoảng 300 bé được bổ sung vitamin A. Theo bác sĩ, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng, giúp trẻ nhìn tốt và phân biệt màu sắc. Trẻ thiếu vitamin A thường chậm phát triển, dễ bị nhiễm trùng, mờ giác mạc và thậm chí có thể gây mù vĩnh viễn. Trong một số trường hợp, nếu vitamin A được bổ sung bằng thực phẩm không đủ, thì cần phải bổ sung vitamin A liều cao bằng thuốc, tùy vào mức độ thiếu hụt của trẻ. Việc này cần diễn ra định kỳ 6 tháng và được sự đồng ý của bác sĩ để tránh tình trạng ngộ độc. Phụ huynh cần báo cho nhân viên y tế nếu trẻ đã được cho uống vitamin A trước đó. Bắt đầu từ hôm qua, các trạm y tế, trường học, bệnh viện, trung tâm có khoa nhi
và một số điểm uống tại phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 1 năm 2023 miễn phí cho trẻ. Chiến dịch bổ sung vitamin A được áp dụng cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Sau 2 ngày triển khai đồng loạt ở bệnh viện và trạm y tế, những trẻ chưa được uống vitamin A sẽ uống dép tại các trạm y tế và kết thúc trước ngày 18 tháng 6 tới. Những ngày qua, tình trạng cắt điện liên tục đã gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của các doanh nghiệp cũng như là đời sống của người dân, nhất là khi mà nhiều nơi đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Dân và tình trạng mất điện thì cũng đã làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các thiết bị vận tải. Như là mới đây thưa quý vị, do mất điện đột ngột nên thang máy của tòa nhà Gangnam Landmark 72, thành phố Hà Nội đã bị kẹt. Sự cố xảy ra ở một tầng cao của tòa nhà làm nhiều người bên trong thang máy hoảng sợ kêu cứu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin đã cho lực lượng xuống tòa nhà để kiểm tra. Sự cố xảy ra tại một tầng cao của tòa nhà do mất điện đột ngột và ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật của tòa nhà đã xử lý kịp thời, đưa những người bên trong thang máy ra ngoài an toàn. Lựa chọn phương pháp làm đẹp an toàn, nơi thực hiện uy tín, đó là điều mà người có nhu cầu làm đẹp cần phải lưu tâm để có thể hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 50 tuổi, ngụ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bị tai biến sau khi hút mỡ bụng tại một cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn của thành phố. Thì bệnh nhân vào cấp cứu Chợ Rẫy trong tình trạng là mê, tay chân lạnh, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được. Rồi cái dẫn lưu của bụng từ tuyến trước ra khoảng 300ml máu loãng. Tại cấp cứu thì bệnh nhân đã được hội chẩn các chuyên khoa ngoại tiêu hóa, ngoại gan mật tụy, ICU. Và khi mổ ra thì phát hiện là tổn thương một cái động mạch ở cái mặt mũi lớn và đã được khâu cầm máu. Sau đó truyền máu bổ sung. Sau 48 giờ điều trị thì bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu đã ổn định, mạch huyết áp ổn. Cái chỗ chảy máu thì đã ghi nhận đã cầm máu, không có chảy thêm. Cũng may là bệnh nhân vào viện kịp thời, bù máu kịp, thành ra các tổn thương cơ quan thì nó đã hồi phục, nó không có bị để lại di chứng. Cũng theo bác sĩ Phạm Minh Quy, trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận mất 6 lít máu và đã được truyền bù máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Qua đây, bác sĩ lưu ý phẫu thuật hút mỡ thẩm mỹ có thể dẫn đến tai biến trong và sau phẫu thuật như dị ứng thuốc gây tê, gây mê, chảy máu, tụ dịch, hoại tử da, nhiễm trùng dùng mổ. Trong đó, biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng tức thì là tai biến tắc mạch do mỡ, tắc mạch phổi, tắc mạch não. Do đó, người dân khi có nhu cầu cần đến các bệnh viện có các chuyên khoa uy tín để thực hiện nhằm hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Nhóm cho vay bắt giữ con nợ để hù dọa lãnh án tù. Năm tù cho 4 đối tượng về tội giết người. Xe máy sang đường ẩu gây tai nạn là những tình huống giao thông nguy hiểm sẽ được gửi đến quý vị trong camera 24 giờ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, cho vay tiền và khi người vay không trả đủ vốn lãi như thỏa thuận thì bắt giữ để hù dọa, uy hiếp. Và với hành vi này thì 3 bị cáo gồm Bùi Thanh Sang 36 tuổi, Bùi Quốc Toàn 23 tuổi và Nguyễn Thương Trung Tính 32 tuổi cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt án tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Sang thông qua Tính để cho bà T vay 85 triệu đồng với lãi suất 5% một tháng. Số tiền lãi Sang và Tính sẽ chia đôi. Sau một thời gian trả lãi, bà T không trả nữa mà trốn tránh.
Lúc này Sang đã lên kế hoạch cùng với Toàn bắt giữ bà T nhằm hù dọa để bà này trả tiền. Ngày 6 tháng 5 năm 2022, tại khu đất trống thuộc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, các bị cáo đã bắt giữ bà T, đưa lên xe ô tô, sau đó đưa về nhà tính. Khi bà T hứa sẽ trả số nợ cho vay thì các bị cáo mới chở bà T về nhà. Thời gian bà T bị bắt giữ là hơn 7 giờ đồng hồ. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tổ chức, trong đó Sang là chủ mưu nên đã bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Toàn bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù và Tính bị tuyên phạt 2 năm tù. Ngoài ra, ba bị cáo còn buộc bồi thường 14 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho bị hại. Thưa quý vị, với tội giết người, 4 bị cáo gồm Nguyễn Quang Phúc, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, Cao Diệt Nhân, 28 tuổi, Đào Giang Đông, 28 tuổi và Phạm Thị Thúy Hằng, 28 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt tổng cộng là 55 năm tù trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa diễn ra. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, nữ Việt Kiều Lâm Thị Thu, 56 tuổi, đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhờ hàng tìm và thuê người dàn mặt chị T, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, với giá là 5.000 euro. Hàng nhận lời, sau đó liên lạc với Nhân thỏa thuận cùng nhóm bạn Đông và Phúc thực hiện kế hoạch. Ngày 10 tháng 2 năm 2022, Đông lái xe máy chở Phúc đến quán cà phê của nạn nhân ở xã Phước Hảo, huyện Châu Thành. Thời điểm đó, quán vắng người, Phúc vào quán gọi nước uống, rồi bất ngờ dùng dao đâm chị T gây thương tích 57%. Đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, Đông ra đầu thú, Hằng, Phúc và Nhân bị bắt giữ sau đó. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Phúc 16 năm tù, Cao Diệt Nhân 16 năm tù, Đào Giang Đông 12 năm tù, Phạm Thị Thúy Hằng 11 năm tù về tội giết người. Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải vừa xảy ra trên đường Lê Văn Duyệt, đoạn thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, xe tải lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt hướng từ cầu An Hảo ra ngã tư Vũng Tàu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 9, phường An Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do bà NTT, 66 tuổi, ngụ phường An Bình điều khiển cùng chiều đang rẽ trái qua đường. Cú va chạm mạnh làm xe máy và người điều khiển ngã xuống đường, văng xa nhiều mét. Bà T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Và không riêng vụ tai nạn vừa nêu, mà trong thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi mà người điều khiển phương tiện sang đường. Đáng nói là có những trường hợp xuất phát từ việc là người lái xe thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng đột ngột dẫn đến tai nạn. Và đây cũng chính là nội dung được đề cập trong camera 24 giờ ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, tình trạng xe máy qua đường thiếu quan sát, không bật đèn tín hiệu, chuyển hướng đột ngột, không làm chủ được tốc độ xảy ra khá thường xuyên. Chỉ vì sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, nghĩ rằng mình sẽ sang đường nhanh, không ảnh hưởng đến ai mà đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau đây sẽ là những hình ảnh được camera 24 giờ ghi lại. Tình huống giao thông được camera hành trình ghi lại. Người đàn ông đi xe máy chở theo một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ rẽ trái ở điểm quay đầu mà không có tín hiệu xin đường. Lúc này, lái xe container 32 tấn đang chạy với tốc độ hơn 60 km/h đi tới. Tài xế container chỉ kịp phanh gấp để tránh, may mắn không có thương vong xảy ra. Tài xế container cho biết đã may mắn phanh kịp, vết phanh cháy đen in trên mặt đường. Tài xế còn cho biết thêm từ trước đó một đoạn đường dài, hai người đi xe máy này đã lạng lách đánh võng qua nhiều ô tô khác. Qua video trên, các tài xế ô tô cần giữ khoảng cách an toàn và cảnh giác với những người đi xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ để đề phòng tình huống bất ngờ. Giữa đoạn đường hai chiều có khá đông phương tiện xe ô tô, xe tải nối đuôi nhau. Bất ngờ, một chiếc xe máy sang đường như thế này đã khiến những phương tiện khác bị giả lây. Hậu quả là một tài xế xe ô tô vì không xử lý kịp nên đã đâm vào một xe máy khác rồi lao thẳng xuống công trình đang xây dựng ven đường. Hậu quả là người đàn ông bị ô tô tông trúng, bị thương khá nặng và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Có thể thấy qua tình huống vừa rồi, xe máy sang đường rất ẩu, hầu như không quan sát, chưa kể xe máy bị khuất tầm nhìn từ những xe ô tô trước mặt nhưng vẫn không giảm tốc độ mà băng sang một cách chủ quan, khiến cho chiếc xe ô tô và xe máy ở chiều ngược lại xảy ra tai nạn. Tiếp theo là sự việc xảy ra trên đường Trần Phú, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được camera hành trình của một xe ô tô chạy cùng chiều ghi lại. Chiếc ô tô này cũng suýt nữa bị vạ lây bởi pha sang đường cực ẩu và liều mạng của người đi xe máy. Video cho thấy người đi xe máy đang chạy ở làn ngược chiều thì đột ngột tạt sang đường. Có lẽ một phần do vội tránh chiếc xe bán tải đang đi tới nên luống cuống không biết xử lý như thế nào. Hậu quả là người đi xe máy lao thẳng vào thùng xe tải nhỏ, trượt ngã ra đường, suýt gây tai họa cho cả xe ô tô có camera hành trình. May mắn là cả hai xe ô tô đều đang di chuyển chậm nên người đi xe máy không ảnh hưởng đến tính mạng. Tình huống giao thông tại km 35 thuộc quốc lộ 2 hướng Hà Giang đi Tuyên Quang. Ô tô đang đi ở tốc độ 70 km/h buộc phải đánh lái gấp sang tới làn đường ngược chiều để tránh một phụ nữ điều khiển xe máy sang ngang đường không quan sát. May mắn không có thương vong xảy ra. Có thể thấy trên những tuyến đường vắng, không ít trường hợp thường xuyên điều khiển xe máy, xe đạp băng qua đường mà không quan sát. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, gây nguy hiểm cho chính mình và những phương tiện khác. Theo đoạn clip camera hành trình ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy sang đường nhưng lại không quan sát phía sau. Suýt chút nữa đã bị chiếc ô tô lao đến tông trúng. May mắn tài xế chiếc ô tô đã kịp thời xử lý, tránh được một tình huống va chạm nghiêm trọng. Sự việc được camera hành trình ghi lại trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Nhưng rõ ràng việc qua đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn không chỉ cho người điều khiển phương tiện mà còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Những tình huống mà camera 24 giờ ghi nhận vừa rồi là lời nhắc nhở để mỗi người khi tham gia giao thông cần phải thận trọng hơn, nhất là khi cho xe sang đường để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp tục với thông tin về văn hóa và du lịch, thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội cấp quốc gia với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023 với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc An Giang là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc An Giang. Lễ hội được gắn với chuỗi các sự kiện lớn của thành phố Châu Đốc từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Sau lễ khai hội, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phục hiện trước tượng bà, cùng với đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách như biểu diễn múa Lân Sư Rồng, chương trình văn nghệ mang sắc thái văn hóa bốn dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, hội thi thả đèn qua đăng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là các thông tin điểm báo, và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Tấn Phước. Giờ mở đầu một điểm báo sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với báo Tuổi Trẻ nha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bài viết có nhan đề nổi bật trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ với tựa đề đó là trải thảm cho sinh viên xuất sắc. Văn phòng Chính phủ vừa công bố tuyển 30 công chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc để đáp ứng nhu cầu nhân sự ở các đơn vị. Việc tuyển dụng này theo nghị định về chính sách thu hút đào tạo tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Chính phủ, còn được gọi là nghị định 140. Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ thì việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được Văn phòng Chính phủ lần đầu thực hiện. Với cơ chế tuyển mới này thì những ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại các đơn vị cục vụ chuyên môn của Văn phòng Chính phủ. Việc tuyển dụng công chức theo chính sách nêu trên được thực hiện từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương nhằm thu hút tạo nguồn công chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc để tuyển chọn những người có đủ các điều kiện tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, bổ sung tăng cường cho các đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Vậy trong bài viết cơ chế vượt trội phải đặc biệt và đủ tầm dốc, tác giả cho biết là hôm qua 8 tháng 6, khi thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao việc có cơ chế đặc thù, đột phá để thành phố Hồ Chí Minh phát huy mạnh mẽ nội lực, khơi dậy tiềm năng lợi thế, tạo động lực mới cho thành phố, vùng kinh tế trong vùng của cả nước. Tuy nhiên,
Tuy vậy thì các đại biểu còn có nhiều băn khoăn về cơ chế chưa đủ mạnh hay thời gian thực hiện nghị quyết còn ngắn. Vì vậy có ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét phân quyền mạnh hơn cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn mới. Với nhan đề bài viết thủy điện cạn nước, lưới điện thêm căng thẳng, báo Tuổi Trẻ sáng nay cho biết là 2/3 thủy điện lớn nhất Việt Nam, thủy điện Sơn La và Lai Châu đã xuống mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện. Nhiều thủy điện khác chạy máy cầm chừng. Những ngày đầu tháng 6, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất Việt Nam với công suất 2.400 MW. Ghi nhận từ đỉnh đập, có thể thấy rõ mực nước hồ thủy điện này tụt xuống thấp hơn 30-40m so với vạch mực nước dân bình thường cho phép 215m tính từ mặt nước biển. Kể từ khi tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động năm 2010, đây là lần đầu tiên mực nước hồ thủy điện Sơn La xuống mức thấp kỷ lục và nhà máy phải vận hành dưới mực nước chết, tức là 175m. Hiện nhà máy thủy điện Hòa Bình là thủy điện duy nhất trên hệ thống thủy điện bậc thang sông Đà còn khả năng cung ứng điện. Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện đã ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân cũng như là sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, trên báo Tuổi Trẻ sáng nay còn có một số bài viết đáng chú ý như đó là Bà Rịa Vũng Tàu sớm đón du khách hạng sang. Ngày 8 tháng 6, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và báo Tuổi Trẻ đã thực hiện chuyến khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn nhằm ghi nhận ý kiến, góp ý của các chuyên gia doanh nghiệp du lịch lữ hành về làm mới, nâng cấp sản phẩm du lịch cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chặn ngay nạn mua bán tài khoản ngân hàng. Tác giả cho biết là thời gian qua nhiều nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng lừa đảo chỉ định. Nhưng mà khi công an vào cuộc xác định đây đều là tài khoản không chính chủ, đã được người đứng tên bán cho các đối tượng lừa đảo trước đó. Sẽ được chuyển sang thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Số phát hành sáng ngày hôm nay, trên trang nhất có bài viết đó là hành động quyết liệt gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt. Tác giả cho biết là nhiều tỉnh thành đồng loạt triển khai các giải pháp mạnh mẽ chung tay vào công tác tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt. Khắp các tỉnh thành ven biển cũng như ngành nông nghiệp đồng loạt triển khai nhiều kế hoạch giải pháp nhằm chung tay tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Người dân ngày càng hiểu hơn về quy định chống khai thác IUU, gỡ bỏ được thẻ vàng IUU rất có lợi cho đầu ra thủy sản đánh bắt được. Tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bổ cho hay, tỉnh đã yêu cầu tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số liệu tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Các ngành chức năng của tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin qua lại để theo dõi, xử lý mạnh tay những trường hợp cố ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới biển, đặc biệt là khối tàu có chiều dài từ 24m trở lên. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.